Những dấu hiệu cảnh báo thận của bạn đang nguy kịch. Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta bị đau ở ba chỗ này, đặc biệt là đối với nam giới, thì quý vị và các bạn phải tới bệnh viện chuyên khoa để khám ngay, kẻo hối hận không kịp. Thưa quý vị, vị trí đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý đó chính là đau ở gót chân. Tình trạng đau ở gót chân rất dễ phát hiện vì nó khiến bạn cảm thấy khó chịu, vận động hạn chế. Đây là một bộ phận nâng đỡ cả cơ thể, do đó bạn có thể bị đau gót chân khi đứng quá lâu hoặc chạy nhiều. Tuy nhiên, nếu không thuộc trường hợp do vận động, cũng có rất nhiều tình trạng bệnh lý khiến người bệnh bị đau gót chân. Một trong số đó là thận của bạn đang có vấn đề. Khi kinh lạc ở thận bị tắc nghẽn, nó sẽ phát tín hiệu khiến gót chân đau nhức. Vì thế, nếu nhận thấy tình trạng này xuất hiện thường xuyên và kéo dài trên 2 tuần, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân chính xác và điều trị kịp thời. Vị trí thứ hai là vị trí bị đau khá phổ biến khi thận gặp vấn đề, đó chính là đau thắt lưng dưới. Do thận nằm ở thắt lưng, một số dây thần kinh ở thắt lưng nối với thận, nên nếu thận có vấn đề thì vị trí này sẽ bị đau nhức rõ nhất. Có 3 nguyên nhân gây đau thắt lưng cấp tính liên quan đến thận bao gồm sỏi thận, tắc máu và nhiễm khuẩn. Các nguyên nhân có thể kết hợp với nhau để gây ra các triệu chứng khác nhau. Trong trường hợp nam giới cảm thấy đau thắt lưng trong thời gian dài mà không phải do áp lực công việc, rất có thể thận của bạn đang bị tổn thương. Tốt hơn hết là nên đi khám chuyên khoa. Đặc biệt, khi nhận thấy tình trạng này càng nặng thì các bạn nên đi khám sớm để không ảnh hưởng tới chức năng sinh lý cũng như sức khỏe sinh sản của chính bản thân mình. Vị trí tiếp theo bị đau cảnh báo sức khỏe thận đang gặp nguy hiểm đó chính là đầu tuyến tiền liệt. Thận là cơ quan lớn nhất trong cơ thể con người và tuyến tiền liệt là bộ phận rất quan trọng đối với nam giới. Khi thận tích tụ quá nhiều độc tố không đào thải hết được thì nó sẽ gây quá tải cho hoạt động bài tiết của thận. Các độc tố này khi đi qua tuyến tiền liệt sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ quan này, dẫn tới tình trạng đau nhức, tạo ra cảm giác vô cùng khó chịu. Bởi vì thận rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của tất cả chúng ta và sức khỏe sinh sản của nam giới nói chung, nên quý vị và các bạn hãy chú ý ăn uống, bổ sung những loại thực phẩm giúp dưỡng thận hiệu quả, đồng thời lưu ý đến hai vấn đề sau để bảo vệ thận. Thứ nhất, kiểm soát lượng axit uric trong cơ thể. Axit uric tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ tạo áp lực cho thận. Chính vì thế, bạn cần phải hạn chế ăn quá nhiều các loại thực phẩm chứa purin như thịt đỏ, hải sản, nội tạng động vật. Đó là nguyên nhân chính gây tăng axit uric. Ngoài ra, bạn cũng cần tăng cường các món ăn giúp giảm axit hỗ trợ điều hòa, ví dụ như rau diếp, cần tây, nghệ. Đây đều là những thứ góp phần làm tăng axit uric. Việc duy trì một lối sống và ăn uống lành mạnh sẽ giúp thận trở lại trạng thái bình thường. Thứ hai là cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Bạn nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc. Điều này rất quan trọng đối với việc dưỡng khí, bổ huyết, sinh tinh, bổ thận. Nghiên cứu cho thấy có nhiều bệnh nhân bị suy thận bắt nguồn từ thói quen thức khuya, mệt mỏi quá độ, thiếu ngủ. Vì thế, việc sắp xếp cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc duy trì kinh mạch của thận. Với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi, hy vọng quý vị và các bạn sẽ có thêm cơ sở và kiến thức để bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là sức khỏe của quả thận một cách hiệu quả hơn. Chúc quý vị và những người thân yêu thật nhiều sức khỏe. Nếu quý vị và các bạn